Và quý vị ơi, bên size 288, 5 cây sâm hơn 300k bao ship toàn quốc nha quý vị. Quen ship code là chuyển khoản nha. Rồi 5 cây tôi ép chậu rất là lâu rồi nha, không phải dẫn chơi đâu à. Thử mua cái chậu mà bành kỳ về mà ép thử như vậy coi rồi biết liền nha. Cái công nó cực khổ lắm nha quý vị. Rồi đóng thùng cũng cực nữa nha. Đó, giỡn đâu à. Về có 5 cây như vậy mà 300 ngàn mà bao ship luôn, tha hồ mà chơi luôn, để 5 chỗ luôn đó, tivi tủ lạnh bàn khách đi bàn trà gì đó tha hồ mà để luôn đó. Cái này về mua phân bón lá xịt xịt cho nó xanh xanh thôi chứ khỏi cần bón phân gì hết nha quý vị. Nó lú lú ra tỉa, lú lú ra tỉa ha, tỉa ghiết rồi nó dung mâm luôn, đẹp luôn nha. Rồi một cây nè, hai nè, siêu mini nè, ngón tay tôi đây nè nha. Đó, về đừng có nói sao mà nhỏ xíu nha. Đã siêu mini là siêu nhỏ luôn á, cái dòng này là siêu nhỏ luôn nha. Có chậu có chiếc gì đàng hoàng hết trơn rồi đó. Rồi xuống luôn.